Thưa quý vị, sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân đồng chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, đây là giai đoạn khó khăn chưa từng có của thành phố khi dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Thành phố đã và đang áp dụng các biện pháp mạnh để phòng chống dịch, ảnh hưởng đến người dân, cộng đồng, doanh nghiệp nói riêng và việc thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 của thành phố. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, có những ý kiến đánh giá tổng thể, đầy đủ ở mọi khía cạnh để thảo luận và thống nhất những giải pháp liên quan đến công tác phòng chống và công tác nhân sự. Trong thời gian một buổi, các đại biểu nghe báo cáo về các quyết định, các chính sách liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 từ kỳ họp thứ 2 đến nay, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 từ kỳ họp thứ 2 đến nay, thảo luận về công tác phòng chống dịch COVID-19, tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả triển khai thực hiện chủ trương, chính sách thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 từ kỳ họp thứ 2 đến nay, các chính sách hỗ trợ cho người dân và lực lượng tham gia công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn thành phố được triển khai kịp thời, công khai. Ủy ban thành phố đã có quyết định số 2828 về hỗ trợ cho hộ gia đình khó khăn với tổng kinh phí là 25.325.000.000 đồng. Đến ngày 26/8/2021, các địa phương đã chi hỗ trợ đạt 96,92% là về hỗ trợ người dân thực hiện giãn cách cấp độ cao để phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định số 2840 ngày 23/8/2021 phê duyệt dự toán là trị giá 71.032.000.000 đồng về hỗ trợ các lực lượng tham gia ban điều hành thực hiện phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định số 2851 về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ với số tiền là 29.054.000.000 đồng cho 1.217 ban điều hành với 29.054 thành viên. Đến nay, Ủy ban nhân dân các phường xã đang triển khai thực hiện. Các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề trong công tác phòng chống dịch, giải pháp cho các doanh nghiệp trong thực hiện ba tại chỗ, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch, siết chặt quản lý các chợ truyền thống, đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân, các khó khăn giải pháp cho năm học mới 2021-2022 để nhanh công tác triển khai các chính sách hỗ trợ người dân. Tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đọc tờ trình giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức bỏ phiếu kín đối với ông Trần Phước Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu và bà Ngô Thị Kim Yến, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. Kết quả, ông Trần Phước Sơn được 48/52 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 92,31%. Bà Ngô Thị Kim Yến được 49/52 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 94,23% so với tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10. Như vậy, ông Trần Phước Sơn và bà Ngô Thị Kim Yến đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng và mong muốn ở cương vị mới, hai tầng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của các đại biểu Hội đồng Nhân dân. Trước mắt là trong công tác lãnh đạo điều hành, đóng góp các giải pháp đồng bộ, khoa học, sớm đẩy lùi dịch bệnh. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các địa phương tích cực triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm. Thời gian từ nay đến kỳ họp cuối năm 2021 chỉ còn khoảng 3 tháng. Khối lượng công việc theo nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 cũng như yêu cầu triển khai các giải pháp mạnh mẽ quyết liệt nhằm phòng chống kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong thời gian đến là rất lớn và nhiều khó khăn thách thức. Do đó, Hội đồng Nhân dân thành phố phải quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp mà thành phố đã đề ra.
với quyết tâm khống chế được dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các cấp các ngành, các địa phương đơn vị tập trung cao độ công tác phòng chống dịch, gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm 2021, tập trung cao độ cho công tác hỗ trợ duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần hạn chế suy giảm tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cao nhất, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Đánh giá cao chất lượng các ý kiến góp ý tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu các ban Hội đồng nhân dân thành phố, các tổ đại biểu, các đại biểu giám sát chặt chẽ quá trình triển khai công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 của các địa phương.